ต้องโอ้ยบ้านบ่าวอ้านมีไส้เลยบ้าชิมชุมเมืองบ่าวอ้านมาตั้งนานแผ่ก็ตั้งนานละชิวชิวแผ่ก็บ่าวอ้านละเยาเยาTheo như bố nhìn thấy thì xìu xìu có điểm tấn công và điểm sinh lực lớn hơn điểm tấn công và điểm sinh lực của thẻ dầu dầu, còn điểm phòng thủ thì bằng nhau. Chính vì vậy, phần thắng ở lượt chơi thứ 3 đã thuộc về thẻ xìu xìu của Tân An. Xin chúc mừng Tân An. Và ngay sau đây, bố xin công bố kết quả chung cuộc của buổi ngoại khóa ngày hôm nay. An An TV. Chương trình ngoại khóa cuối tuần chính thức bắt đầu. Phần thi thứ nhất là thử thách với quả bóng.Ai giành chiến thắng sẽ được nhận phần thưởng cực lớn. Yeah! Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Chưa. Ồ, sao lại chưa sẵn sàng? Bởi vì chúng con phải nạp năng lượng đó chứ. Yeah. Đúng rồi đấy bố ạ. À, được được. Hai bạn hãy uống sữa Nuvi để nạp năng lượng nhá. Vâng ạ. Đây là sữa Nuvi để cho hai bạn nạp năng lượng này. Chúng con cảm ơn bố ạ. Vâng bố ạ. Các bạn nạp năng lượng đi. Wow, sữa Nuvi ngon quá. Và sau đây là phần thi thứ nhất, dẫn bóng vượt chướng ngại vật và sút vào khung thành đằng kia. Hai bạn vào vị trí. Yeah. Và bây giờ là phần thi của Tân An, bắt đầu. Tân An cố lên. Tân An cố lên. Tân An cố lên, cố lên. Tân An cố lên, rồi giỏi quá. Đúng rồi, đúng rồi. Wow, chúc mừng Tân An. Và bây giờ là phần thi của bạn Bảo An. Bắt đầu. Bảo An cố lên. Bảo An cố lên. Cố lên, giỏi lắm, đúng rồi. Đúng nào. Đúng rồi. Bảo An cố lên. Bảo An cố lên. Đúng rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Bảo An cố lên. Yeah. Xin chúc mừng Bảo An. Thật là mệt nhưng mà rất là vui. Yeah. Đúng thế. Và phần thử thách tiếp theo là hai bạn sẽ xoay quanh quả bóng 360 độ 5 lần. Xong mình sẽ sút vào khung thành đằng kia. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Và đầu tiên là phần thi của Tân An. Tân An vào vị trí. Tân An cố lên. Một Tân vòng. An cố lên. Hai vòng. Cố lên. Ba vòng. Ba vòng. Cố lên. Bốn vòng. Năm vòng. Năm vòng. Rồi, Tân An chút nào. Yeah. Chúc mừng Tân An. Tân An đã hoàn thành xong phần thi của mình. Con xem tớ thể hiện đây. Phần thi của bạn Bảo An bắt đầu. Bảo An cố lên. Bảo An cố lên. Một vòng. Ôi, bạn Bảo An bị say rồi. Xin chúc mừng Bảo An và Tân An. Hai bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi thử thách với quả bóng. Hai bạn đã ghi được bàn thắng vào lưới rồi. Yeah. Bố xin chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Hai bạn đã hòa nhau với tỷ số 2 đều. Chính vì vậy, kết thúc phần thi bóng đá, hai bạn sẽ nhận giải thưởng mỗi bạn được một lốc sữa Nuvi. Cảm ơn Bảo An và Tân An. Ơ, Tân An ơi, ở trong lốc sữa Nuvi có thể chơi này. Đúng rồi, đây là thẻ linh thú đấy. Bố ơi, chúng con muốn chơi với thẻ linh thú ạ. Chắc chắn rồi, và sau đây chúng ta sẽ đi thi đấu với bộ thẻ linh thú nha. Vâng ạ. Trên tay của bố là bộ thẻ gồm nhiều linh thú. Mỗi linh thú ở mỗi thẻ là có khả năng và sức mạnh khác nhau. Và chúng ta phải chú ý đến con số trên mỗi thẻ. Nó rất là quan trọng. Ví dụ như điểm tấn công, điểm sinh lực, điểm phòng thủ. Và bên cạnh bố đây là thế giới Nuvi. Sau khi chúng ta chơi với thẻ linh thú xong, chúng ta sẽ khám phá thế giới Nuvi nhé. Vâng ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Ở trò chơi với thẻ linh thú, chúng ta sẽ có 2 trận đấu, trận thứ nhất và trận thứ hai. Ở trận thứ nhất, các bạn sẽ có 3 lượt chơi. Ở mỗi lượt, các bạn sẽ rút một quân bất kỳ từ các thẻ linh thú này này và so sánh điểm tấn công của linh thú, điểm của ai cao hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Lượt chơi thứ nhất bắt đầu, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Bắt đầu thôi. Bạn Bảo An bốc thẻ trước. Rồi, đến bạn Tân An sẽ rút thẻ cho mình. Rồi. Thẻ của tớ là thẻ của Thìn. Thẻ của Tân An. Thẻ của tớ là thẻ dâu dâu. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ đọc thẻ của mình cho các bạn nghe nào. Hỏa Thìn thuộc hệ hỏa, nội tại là thông minh,
nửa nóng ngàn độ của hỏa phìn có thể nung chảy và thiêu đốt vạn vật, thống trị hồ lúa mạch, ca cao. Hỏa phìn là một trong những linh thú mà Vi quyết tâm thuần hóa. Điểm phòng thủ là 390, điểm sinh lực là 650, còn điểm tấn công là 570. Rồi, đến lượt bạn Tân An. Cậu nhìn nhá, thẻ của tớ là dầu dầu. Dầu dầu thuộc hệ hỏa, có nổi tỏa là sức mạnh. Dầu dầu là một trong năm linh thú đá được tuần hóa. Dầu dầu thường đảm nhiệm việc thám thính địa hình và thăm dò kẻ thù giúp Vi. Dầu dầu có thể sở hữu đôi mắt siêu tinh anh, có thể bắn tia laser để tấn công kẻ thù từ rất xa. Với điểm phòng thủ là 300, điểm sinh lực là 820 và điểm tấn công là 700. Wow, điểm tấn công của thẻ dầu dầu của Tân An là 700. Điểm tấn công của thẻ hỏa thìn của bạn Bảo An là 570. Cho nên phần thắng ở lượt chơi thứ nhất thuộc về Tân An. Yeah. Xin chúc mừng Tân An. Bảo An cố lên ở lượt trận thứ hai nhá. Và tiếp theo là lượt trận thứ hai, hai bạn sẽ tiếp tục rút thẻ từ bộ thẻ linh thú. Xin mời bạn Tân An rút trước. Rồi, bạn Bảo An là thẻ gì và đọc số điểm tấn công, phòng thủ và sinh lực cho các bạn nghe nào. Thẻ của con là tuốt tuốt. Điểm phòng thủ là 320. Điểm sinh lực là 530, còn điểm tấn công là 790. Wow, đến lượt Tân An. Thẻ của con là hỏi hỏi thuộc hệ mộc, có nổi tải là tốc độ. Điểm phòng thủ là 320, điểm sinh lực là 530 và điểm tấn công là 800. Wow, thế là sau lượt trận thứ hai, điểm tấn công của thẻ Tân An là 800, còn điểm tấn công thẻ tuất tuất của bạn Bảo An là 790. Cho nên phần thắng lại thuộc về bạn Tân An. Yeah. Bảo An cố lên ở lượt trận thứ ba nhá. Yeah. Tiếp tục nào, bây giờ bạn Bảo An sẽ bốc trước. Bạn Tân An đọc trước đi. Thẻ của tớ là hổ gầm gừ thuộc hệ mộc và có nổi tại thông minh. Điểm phòng thủ là 450, điểm sinh lực là 720 và điểm tấn công là 600. Wow, thế bây giờ đến lượt bạn Bảo An và đọc thẻ của mình lên. Thẻ của tớ là khỉ móng vuốt. Khỉ móng vuốt thuộc hệ mộc, nội tại là tốc độ. Điểm phòng thủ là 350, còn điểm sinh lực là 550, còn điểm tấn công là 790. Wow, điểm tấn công thẻ khỉ móng vuốt của bạn Bảo An là 790. Trong lúc đó, điểm tấn công của thẻ hồ gầm gừ của Tân An là 600. Chính vì vậy, trong lượt chơi thứ ba, phần thắng thuộc về bạn Bảo An. Chúc mừng bạn Bảo An. Kết thúc trận thứ nhất thì bạn Tân An đã giành hai lượt thắng ở lượt trận thứ nhất và lượt trận thứ hai. Còn lượt trận thứ ba là bạn Bảo An đã giành chiến thắng. Chung quy lại, bạn Tân An thắng 2/3 số lượt trận. Cho nên chung cuộc trận thứ nhất, bạn Tân An giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang lượt trận thứ hai nhá. Vâng ạ. Các con đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ok. Và ngay sau đây chúng ta sẽ vào lượt trận thứ hai. Yeah. Ở trận đấu thứ hai chúng ta cũng có 3 lượt chơi. Mỗi lượt chơi các bạn sẽ rút ra cho mình một quân thẻ như thế này. Sau đấy chúng ta sẽ so sánh các chỉ số điểm sinh lực, tấn công và phòng thủ của hai thẻ với nhau. Nếu thẻ nào có hai chỉ số điểm lớn hơn thẻ kia thì thẻ đó sẽ giành chiến thắng. Ví dụ trên tay bố có hai thẻ là hời hợi và rắn hóa đá. Bố sẽ so sánh điểm sinh lực, điểm tấn công, điểm phòng thủ của rắn hóa đá và thẻ hời hợi. Ở đây điểm tấn công của thẻ hời hợi là 800, thắng điểm tấn công của thẻ rắn hóa đá là 600. Điểm sinh lực của hời hợi lại bé hơn điểm sinh lực của rắn hóa đá. Điểm phòng thủ của thẻ hời hợi lại bé hơn điểm phòng thủ của rắn hóa đá. Chính vì vậy, thẻ rắn hóa đá sẽ giành chiến thắng trong lượt chơi này. Các con hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi lượt chơi thứ nhất nhá. Mời bạn Tân An bốc thẻ trước. Con đọc chỉ số thẻ của con đi. Thẻ của tớ là mao chín đuôi, điểm phòng thủ là 350, điểm sinh lực là 580, còn điểm tấn công là 850. Rồi, đến lượt thẻ của Tân An. Thẻ của con là tuất tuất, có điểm phòng thủ là 320, có điểm sinh lực là 530,
và điểm tấn công là 790. Rồi, bây giờ bố sẽ làm trọng tài để phân định thắng thua trong lượt chơi thứ nhất nhá. Yeah. Theo nhận định của bố, điểm tấn công và điểm phòng thủ và điểm sinh lực của thẻ mão chín đuôi đều thắng điểm tấn công, phòng thủ và điểm sinh lực của thẻ tuất tuất. Chính vì vậy, thẻ mão chín đuôi đã thắng toàn diện thẻ tuất tuất. Phần thắng ở lượt thi thứ nhất là thuộc về Bảo An. Yeah. Tân An sẽ cố gắng ở phần thi thứ hai nhá. Chúc Tân An may mắn ở lượt chơi thứ hai. Chúng ta sẽ bắt đầu lượt chơi thứ hai. Xin mời Tân An rút thẻ trước. Rồi, xin mời bạn Bảo An rút thẻ của mình. Rồi, Tân An đọc thẻ của mình trước nào. Thẻ của con là ngựa băng, có điểm phòng thủ là 340, điểm sinh lực là 620 và điểm tấn công là 550. Rồi, đến lượt bạn Bảo An. Thẻ của con là hơi hơi, điểm phòng thủ là 320, điểm sinh lực là 530, còn điểm tấn công là 800. Rồi, bố sẽ phân chia thắng thua ở lượt chơi thứ hai. Theo nhận định của bố thì điểm sinh lực của thẻ ngựa băng và điểm phòng thủ của thẻ ngựa băng đều lớn hơn điểm sinh lực và điểm phòng thủ của thẻ hơi hơi. Chính vì vậy, trong lượt chơi thứ hai, chiến thắng thuộc về thẻ ngựa băng. Yeah. Xin chúc mừng bạn Tân An đã giành chiến thắng ở lượt chơi thứ hai. Rồi, đến lượt chơi thứ ba, xin mời bạn Bảo An rút thẻ cho mình. Bạn Bảo An đọc trước nào. Thẻ của tớ là dâu dâu, điểm phòng thủ là 300, điểm sinh lực là 820, còn điểm tấn công là 700. Rồi, xin mời bạn Tân An. Thẻ của con là xỉu xỉu, điểm phòng thủ là 300, điểm sinh lực là 880 và điểm tấn công là 720. Rồi, bạn Bảo An cho bố xin thẻ này để bố phân định thắng thua nào. Thẻ của Tân An là xỉu xỉu, thẻ của Bảo An là dầu dầu. Theo như bố nhìn thấy thì xỉu xỉu có điểm tấn công và điểm sinh lực lớn hơn điểm tấn công và điểm sinh lực của thẻ dầu dầu, còn điểm phòng thủ thì bằng nhau. Chính vì vậy, phần thắng ở lượt chơi thứ ba đã thuộc về thẻ xỉu xỉu của Tân An. Xin chúc mừng Tân An. Và ngay sau đây bố xin công bố kết quả chung cuộc của buổi ngoại khóa ngày hôm nay. Ở trò chơi với thẻ linh thú thì Tân An đã giành chiến thắng trong 2 trận, trận 1 và trận 2. Tân An được cộng thêm 2 điểm và rất tiếc bạn Bảo An không giành được điểm số nào ở trong trò chơi với thẻ ngày hôm nay. Chính vì vậy, chung cuộc Tân An được 4 điểm, Bảo An được 2 điểm và kết quả cuối cùng Tân An giành chiến thắng trong buổi ngoại khóa ngày hôm nay. Xin chúc mừng Tân An. Tuy bạn Bảo An không giành chiến thắng trong buổi ngoại khóa ngày hôm nay nhưng không có gì phải buồn cả, bởi vì ngay ở đây bố đã có một món quà dành cho người chiến thắng và người không chiến thắng cũng được quà. Và ngay bây giờ bố sẽ mở thế giới Nubi kỳ diệu ra cho các bạn xem nhá. Các bạn xem này, các bạn đứng dậy nào. Đây các bạn ơi, cao lớn thật ngầu, thông minh cực đỉnh. Wow, đây là dòng sông sữa này. Đây là những hộp sữa Nubi. Còn đây là nhân vật Nu. Đây là Bi bóng 7. Còn đây là gì nhỉ? Đây là nhân vật Vi. Đây là Bò Bò. Rồi, bên này chúng ta thấy đây là thế lực hắc ám bao gồm Tumbot, rồi Vicky Diệu Đà, đây Zenka Rambo, còn sau này là thành phố trí tuệ nhân tạo. Các con thấy thế giới Nubi có kỳ diệu không? Có. Rồi, ngay sau đây bố sẽ lấy phần quà tuyệt vời cho người chiến thắng và người không chiến thắng cũng có quà nhá. Yeah. Và phần quà dành cho người chiến thắng Tân An là một bộ sưu tập gồm 20 thẻ linh thú cực hiếm và cực mạnh. Xin chúc mừng Tân An. Còn người về nhì Bảo An sẽ giành được một tập truyện tranh thế giới Nubi. Xin chúc mừng Bảo An. Yeah, con cảm ơn bố. Và ngoài ra bố còn có rất nhiều sữa có nhiều hương vị khác nhau. Đây chúng ta có lúa mạch thạch cacao này. Wow. Đây là sữa lắc trái cây, hương trái cây nhiệt đới này. Sữa chua uống đào táo này. Đây là sữa chua dâu ép này. Đây là lúa mạch lắc cacao. Và đây là sữa lắc trái cây, hương cam các bạn nhá. Rồi. Wow, tuyệt vời quá. Và đặc biệt khi chúng ta uống sữa Nubi thì chúng ta có thể sưu tập những cái thẻ linh thú như này này để chúng ta cùng chơi với thẻ linh thú. Các wow. bạn có thích không? Có. Yeah. Tập thẻ linh thú và chơi với thẻ linh thú nhá. Yeah.
các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.